Vâng, hãy nhìn vào những gì mà một nhân vật thành công như Jack Ma đã từng trải qua để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình nếu quý vị đã từng thất bại. Câu chuyện tiếp theo mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị sẽ một lần nữa giúp chúng ta thêm tin tưởng rằng kiên trì theo đuổi, thành công sẽ mỉm cười. Với chuyên gia ẩm thực Võ Quốc, người từng được Hiệp hội Đầu bếp Thế giới trao tặng danh hiệu Đại sứ Văn hóa ẩm thực Việt Nam cũng vậy. Sau 3 lần thi trượt đại học, anh đã chọn gắn bó với nghề đầu bếp. Bất chấp quan niệm, quanh năm song chảo đen xì, khói bay, mù mịt thấy gì tương lai. Nhưng với quyết tâm và cùng suy nghĩ, hãy quân tử với đam mê, cuộc đời sẽ quân tử lại với bạn. Anh đã thành công và trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Anh là nhân vật của WeChoy Awards 2017, giải thưởng truyền cảm hứng mùa thứ 3. Thấy trong cái ẩm thực đó có một cái rất là hay, nó có nhiều cách ăn lắm, ăn bằng mắt, ăn bằng mũi, ăn bằng miệng, ăn bằng tai. Thời xưa thì lại đi theo một cái hướng khác, nhà là tính học về kiến trúc, nhưng mà sau đó thì bị gãy tay, thế là chuyển ngành thì thi kinh tế, mà thi 3 năm rất đủ 3 năm. Thực ra ngày đó cái nghề bếp nó cũng không phải hot như bây giờ, cũng không có giá trị gì, cái đó là chị cho em chị nó thỏa cái đam mê. Khi anh học và nghề bếp thì anh đi thi cái bếp trẻ thế giới á, thì anh là người Việt Nam duy nhất luôn đó để được giải nhất. Khi mà anh làm cái tờ món ngon Việt Nam á thì cái tờ đó rất là thành công, thì tờ đầu tiên ở Việt Nam mà làm về ẩm thực, mà hình ảnh rồi thậm chí layout này kia là rất đẹp. Ba chị viết thư làm một trận luôn. Quốc Nông lo nó học, bây giờ nó đi làm báo rồi đi nấu ăn đi gì tùm lum tà la vậy đó. Quốc cũng rất là sợ. Nhưng mà chị biết em chị đã làm có cản nó cũng cứ làm. Thấy trong cái ẩm thực nó có một cái rất là hay, lúc nào nó cũng mới, cái hành vi, cái khẩu vị, rồi cái cách thưởng thức nó cũng thay đổi theo thời gian và nó thay đổi theo cái ngoại cảnh. Vậy anh truyền cảm hứng cho những người làm bếp khác là mình show cho họ thấy là cái nghề bếp nó trong tất cả